Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin nóng cà phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh hỏa tốc bao phủ vaccine ngừa Covid-19 mũi 3. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy nhanh tốc độ chích ngừa với mục tiêu sớm bao phủ mũi 3 cho người dân trong tháng 1 năm 2021. Sự kiến thành phố sẽ hoàn thành chích ngừa sớm hơn 2 tháng so với mục tiêu của Bộ Y tế đề ra tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 27 tháng 12. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Y tế yêu cầu hết quý 1 năm 2022, thành phố phải hoàn thành tiêm mũi nhắc lại cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên để chủ động bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và thành quả chống dịch, ngành y tế thành phố đã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại. Vào tháng 1 năm 2022, đây là một thử thách bởi thời gian chỉ có lại hơn một tháng để triển khai chiến dịch tiêm chủng. Cũng tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tránh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng mũi vaccine trên địa bàn được triển khai đến nay là hơn 14 triệu liều, trong đó có hơn 7,9 triệu mũi 1, 6,9 triệu mũi 2 và hơn 438.000 mũi 3. Một tuần qua, số ca mắc mới tại thành phố giảm dưới 1.000 ca trên một ngày, trung bình mỗi ngày địa bàn ghi nhận dưới 50 ca tử vong, trong đó có nhiều ca từ các tỉnh, thành phố khác. Từ tháng 9 đến nay, phương án xét nghiệm của thành phố không thay đổi. Việc đánh giá tình hình dịch không chỉ dựa trên số ca nhiễm mà còn đánh giá, so sánh số ca nhập viện, chuyển nặng, tử vong. Đây là tín hiệu lạc quan của ngành y tế. Thành phố kêu gọi những người dân không nên chủ quan mà tiếp tục thực hiện các nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tuân thủ khuyến cáo 5K. Sau khi Bộ Y tế rút ngắn thời gian, trích ngừa vaccine từ 6 tháng xuống còn 3 tháng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng với mục tiêu bao phủ mũi 3 cho người trong độ tuổi có chỉ định trước Tết Nguyên đán. Nội dung trên được bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tránh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 23 tháng 12. Theo bà Mai, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch tiêm chủng, dự kiến hoàn tất các đợt tiêm vào quý 1 năm 2022. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh thời gian tiêm chủng, giãn cách từ 6 tháng xuống còn 3 tháng để trích mũi 3, Bộ Y tế cũng có hướng dẫn việc chích ngừa cho các nhóm đối tượng khác như người hoàn thành thời gian cách ly y tế, người suy giảm miễn dịch. Hiện nay Sở Y tế ban hành văn bản gửi tới các sở ngành hướng dẫn các hoạt động tiêm tại địa phương. Các đơn vị liên quan ở địa phương phải gửi các danh sách về quận huyện để được hỗ trợ tiêm. Trong chiến dịch trích ngừa lần này sẽ ưu tiên hàng đầu cho nhóm đối tượng có nguy cơ, tất cả là những người chưa tiêm sẽ được tìm hiểu rõ nguyên nhân và vận động tiêm chủng. Một số người có chống chỉ định tiêm, lực lượng y tế phải đến từng nhà kiểm tra và việc bổ sung khi đáp ứng được các điều kiện an toàn tiêm chủng. Ngành y tế thành phố đã được mục tiêu từ nay đến trước Tết Nguyên Đán sẽ hoàn thành xong chiến dịch tiêm mũi ba mũi bổ sung nhắc lại và F0 đã khỏi bệnh cho toàn dân trong nhóm có chỉ định chủng ngừa. Hiện nay thành phố đang lập danh sách trích ngừa mũi 3, các đơn vị sở ngành đóng tại địa phương nào thì gửi danh sách về địa phương đó để được hỗ trợ tiêm chủng các mũi phù hợp. Nhóm công nhân, học sinh, người dân hoàn thành hai mũi cơ bản sẽ được lập danh sách để tiêm cho toàn dân.